Chào cả nhà, hôm nay mấy chú cháu cùng đập ốc để du lịch lương đặt cả nhà. Thầy mời coi thịt vỡ ra sao. Mình Bạn xin Trương, các bạn ơi, lâu lắm rồi mà mình mới gặp lại nhau nha. mình chào cả nhà luôn. Chào cả nhà luôn. Hôm nay bác hai đi qua sông đi đám cả nhà, rồi không có đi quay video được. Nhờ ba bác cháu mình nay chuẩn bị đặt lộc lương nè, nay đi đặt với anh Trung nha. Lâu lắm rồi không biết làm sao đó các bạn. Nay mình khai trương lại rồi, mời ơi. Mời kim lương khủng coi. Trở lại ngày cũ rồi. Mình đặt bằng con ốc bu vàng nha, ốc vàng mình đập dập dập ra vậy đó. Rồi mình mới bỏ vô cái lợp đập dập dập cho cái có hơ á, lương nó mới vô được. Tới địa điểm để mình đặt lạp ăn, xách vô trong kia. Hôm nay mình đặt mấy cái vuông của bác Út. Hôm trước mình với bác Hai ghé kéo cá của bác Út lên nấu con chua. Đem lạp đặt. Thấy nước thấp chứ không Trung? Nước thấp không? Đây mình bỏ vỏ mít rồi xuống cho cá với ốc nè. Mình đặt mình lựa mấy chỗ nào nó im im mới được. Dằn lại cho cứng hả anh Trung? Dằn lại cho cứng liền lương nó mới chạy. Im nó mới chạy. Đi chừng mấy cây vú sữa của bác Út nghe không chú? Im luôn. Mấy cái clip á, nó đứng quá, mình đặt nó khó. Đặt nó cứng. Bên đây mình đặt cái bên đó là cái vườn nhãn, có em trai theo coi đặt. Ở đây thì sen, mình trồng sen móc ngó. Dưới kia mình đặt 10 cái với chỗ bút, lên đây mình đặt khu trên đây 10 cái. Khu này vườn chanh trái liệt nhánh luôn cả nhà, đó ha, chùm chùm luôn. Giờ hẹn cả nhà ngày mai nha, mai thì mấy chú cháu mình đi thăm, mức chúng thắt ra sao nữa. Giờ tranh thủ đặt chiều rồi. Chào cả nhà, buổi sáng. Giờ ba chú cháu mình bắt đầu đi thăm lạp nè. Mình thăm từ trên đây, mình thăm dạy xuống dưới kia, rồi về nhà luôn à. Chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ. Chú cháu đi thăm lạp kiếm lên về làm thành quả như thế nào em? Chào. Rồi. Cái đầu tiên. Ở đây nè, chú Út ở đây nè. Trời ông ơi. Tôi vô cái tôi tất cần giữ á. Chú Út mà chạy ngon lắm nha. Chú Út mà chạy á, chạy lắm đó nha. Nặng vô. Rồi, rồi. Nhẹ heo quá. Rồi chú quớt nữa cả nhà ơi. Hai cái đầu. Hẻo rồi. Nghe gù gù không?
chút quất nữa rồi, chút quất nữa trời gì tình hình này căng quá. Chốt sủ rồi chốt chứ không lẽ bữa nay không được con nào sao? Đủ em. Nặng không? Chú. Nay chạy à. Ồ chạy chốt quá. Có lương, có lương, có lương, có lương, có lương. Cái này có lương. Có hả? Sớm giờ. Rồi mới tính sủ. Sủ. Chưa kịp sủ. Bữa lắm. Ồ có lý. Mấy con? Ồ con cũng trọng trọng cả nhà. Con này gần 100 gram không chung? Gần yên chứ. Cỡ chục con đó là thấy là nhiều rồi đó. Chanh. Ông thăm hai cái rồi chưa? Trái quá trái luôn. Mới cái có một cái à. Ờ còn cái nữa rồi, ừ. Còn nhiêu con đặt không à? Cái nữa. Vâng. À. Chút quất nữa. Còn của ông có hai cái nữa gì á. Lạnh quá, lạnh lương không đi hay gì. Ngốt ghê rồi. Sủa. Sáng cái cỏ chưa bố? Tám cái mà con một cái nhà ơi. Vô khu mới nè mình đã mở hàng cái đầu tiên coi. Mở hàng cái đầu tiên ngay. Khui. Nặng ơi. Nặng cái gì vậy? Rồi. Rồi, chắc quấn nè. Không có gì nữa. Cái vậy? Cái gì ta? Dạ. Lợp này là hiệu kỳ ta nè. Bò giấc sáng chưa có cỏ ăn hay gì, nó kêu. Khui. Chất quất nữa. Thì ba ốc nặng rồi. Bó tay rồi đó. Bó tay chắc. Cái này thắt rồi quá. Chạy cái nhà ơi, chạy các bạn ơi. Cái này cũng nó chạy vậy. Ồ, con nữa. Con hai. Không biết. Tôi thấy chứ. Hai con, hai con, hai con. Hai con. Ba con. Ba con luôn. Ba con luôn. Ôi, vô. Có lý kia bây giờ ơi. Muốn đường nồi lẩu rồi nữa không? Ơi. Được. Con lươn nhỏ thì mình để thả lên nuôi mấy con lươn bự bự chắc bữa nay mình xử nó luôn. Xử. Bữa nay rồi. Nhóm rơm ra. Chạy gâu găm. Chết quất nữa. Tại cụ mốc là chạy đó nha. Chốt đặt bên đó hai cái luôn hả? Anh đặt một cái tôi đặt. Nó bự, nó bự luôn. Nó bự luôn. Nặng, cái nặng mà mình chưa biết. À mày giờ mày. Cái này cầm chạy gì mà ổng nói không không chạy đâu cầm con. À, ai nói không chạy. Cầm không lắc lắc nhúng nhích là mới chạy. Mà ai nói không chạy. Đó nó chạy. Cái này chốt đặt hả? Ừ. Xem qua xách thùng qua đây luôn nè ông chú. Trời ơi, hồi đó giờ không biết đặt mà. Không phải đặt chạy lưng bự luôn á. Phải lưng bự không? Ừ, lưng này bự không phải lưng kia đó. Chết thôi vậy? Còn lươn còn mình nuôi. Chết rồi chết. Dữ lắm lươn. Nào. Lươn mình nuôi. Có thấy gì đâu. Sao không thấy? Chưa thấy. Lươn bự vàng tư. Ôi, con lươn mình nuôi. Con này chắc 150 gram quá. Mày 160, 170 đặt hai à, 5 con lươn phải không ông Trung? Đặt phải gì à. Hay quá chú Út ơi. Hay quá chú Út ơi. Bây giờ ơi. Không nhận rồi. Ê, cặp đây à. Còn cái cuối cùng hả? Này mày ha. Kè ngay bộ bông súng luôn kìa. Chút nấu chua bông súng luôn quá. Nặng không? Chết quá luôn. Phải đặt qua clip bên bãi bên đầu trong đó ngon nè. Giờ mình về cả nhà. Đặt ngay cái dừa luôn. Ngay cái dừa.
Vậy còn hai cái ở cái đìa gần nhà của anh Trung á. Mình dỡ hai cái đó luôn, coi có chạy gì không. Rồi, gom lợp. Gom lợp ra nữa. 10 cái, khu này 10 cái, đi nhớ điếm ra chốt. Đây, lặn cái mất đảo lực kiếm nữa. Em lên thu cái hầm của anh Trung. Cái dòng có lương. Anh này đặt hãm bắt hai câu dính mấy con bành bành không. Khui. Nặng không? Chạy 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 cả nhà. Cái này đi dỡ cái kia đi đổ luôn. Đổ đi chốt cho ông Trung đi dỡ đi. Thôi vậy nhiều là cũng bộn bộn cho mình. Được rồi, quý lắm. Làm lẩu. Làm ăn món gì đó cũng ngon lắm. Bụng không? Được. Đánh xì ly vậy? Được nha. Cái lương này nó đen hơn á. Ừ đó, cái hầm nè. Chung đặt cái đó sát bọn. Chạy không? Chạy. Chạy hả? Có con bao thêm con nữa. Con nữa hả? Chết. Nữa. Chết không? Sao không hên vậy? Thôi em. Cái này đừng con nữa. Thôi rồi, được rồi. Rồi rồi, ra rồi. Ra rồi. Kia đổ luôn à. Ôi im. Nhiều à. Ừ. Ôi, con nó muốn chết luôn rồi Trung ơi. Bị lúc cái lợp á, nước lúc giờ. Mới lúc lợp. Chưa, còn sống rồi. Tỉnh là hả? Tỉnh tỉnh lại nó mới ngọt. Lương nó dai lắm. Nhiều rồi. À, con. Ôi im. Con lượn chú Út đỡ đầu quá đã. Con lượn chú Út. Đỡ đầu quá đã. Lượn chú Út quá bự hả? Không. Thấy không, không biết. Mấy chú cháu rồi nha. Em lợp dài. Rồi chiều chiều mấy bằng món ăn nha cả nhà. Sáng mình đi làm công chuyện á. Ăn có hoài chuối. Rồi. Ừ. Chú bành kia. Giặt này khoảng 1 2 giờ chiều cả nhà ơi. Rồi mấy chú cháu đi hái lá cách. Ăn về mình lương ngâm lá cách. Món này anh Trung chỉ chú Út làm nha cả nhà. Mình sẵn là mình cũng nói luôn là cảm ơn anh Quỳnh Thanh Sang á, ở trên thành phố á, gửi cho chú Út 200.000 với bác Hai 200.000, hai người là 400. Cảm ơn anh nhiều luôn nha. Gửi cho chú Út với bác Hai uống cà phê. Chào anh Sang, vừa qua thì nghe chúng mình nói gửi tặng cho Út Búp 200.000 cũng thành thật cảm ơn anh em biết chừng nào anh Sang. Đó quý lắm anh ơi. Rồi, cảm ơn anh luôn. Thì do bác Hai hai bữa nay đi tiệc tùng vậy đó sỉnh liên tiếp luôn rồi, không có đi quay clip với mình được. Giờ anh Trung đi với mình là mình sẽ gửi cái phần 200 đó lại cho bác Hai. Thì nữa anh cho anh Trung đưa giùm nghe anh Trung. Hình như nó không được non hung á chú Út, gió lạnh gió bắc. Không có gì hết trơn, nó cách không có gì sợ hết trơn. Giờ nó mùi thơm còn chữ nữa. Chỉ hả? Không có dạ. Gì hết trơn á. Con tưởng là đọt non ăn nó mới ngon. Rồi rồi. Giờ mình ngoài đó có con cò đi á, cò trắng nha đó, lúc ngoài kia có một con nữa. Hồng lúa bữa hổm mình thấy đất nó còn đen đen xám xám mà bữa nay lên cao xanh rồi đó, cái đầu dài dài liếp nữa cả nhà, thấy lên cao lên trên luôn, nhìn hết thấy nước thấy đất luôn. À thì cái cây cách này là mình hình như là gắn xào lá cách. Chuột xào lá cách, chuột xào ớt xào lá cách cũng vẫn được, tại vì nó có cái mùi thơm của nó đặc biệt. Giờ tới mình lương ngâm lá cách. Mấy con lương ngày sáng mấy chú cháu. Rồi đặt lương chú cháu cả nhà. Lương gần ngính luôn. Uống đặt lương nè. Lương bự có chút đặt. À nó nói chứ phải thiệt à. Hồi đó giờ không biết đặt lợp đó. Mới lần đầu đó hả chú? À được vậy đó hả? Mấy lần đầu á. Coi mấy con, 2, 5, 6, 7 con nha. Bóp bóp mời cái lợp đặc quá cả nhà. Lương vàng cháy luôn ha. Hết ngon. Ở xa đằng kia có người chị đang cấy lúa cả nhà. Lúa hôm trước bị chuột cắn á. Mắt lỗ lỗ như nào mình cấy. Anh Trung chuẩn bị nhóm lửa.
lửa lên. Gió quá gió, chắc có hù hù cả nhà thông cảm. Gió mấy con dừa nó quạt quạt nhân nè. Lương vốt mà cũng rồi nè. Lương mình sắc ra phành phành nhiều quá. Đây lá nhào, lá nhào thì anh Trung cũng sắc ra rồi. Nhào đâu lá cách. Dạ, xin lỗi cả nhà, lá cách. Ở chúa con nhắc con quên nữa. Nó lộn hoài, nó lộn nó lỡ chốt quá. Lửa mình nhúm lên cũng cháy rồi. Giờ chốt đập tỏi đâu mình khử tỏi. Hãy lên vô cả nhà ơi. Chút niêm bữa nay ăn món này coi phong giật há hỏng nữa không chú? Hả chứ. Giật há hỏng mới được. Hả chừng nào mà đổ lúc hỏng luôn. Bữa nay chút nó uống bia cả nhà ơi. Này, uống được đó. Ngày rồi. Ngày vừa hết bệnh đó các bạn ơi. Làm vài lon bia. Vài lon cho giải khát, dễ ngủ. Rồi, món này có bác hai chắc thôi. Bác hai làm chắc dữ lắm hả chú? Chắc chục lon quá. Để lá cách được rồi cả nhà ơi. Lương nó nứt hết trơn à. Để lá cách vô. Đừng cho nó rớt đi chú. Giống lá gáo không các bạn? Không có trộn nữa hả chú? Chút nó trộn. Cái này mấy con ảnh hương, con nhái, của tọt, con kêu. Đừng có chậm. Đấy, đưa thang gì đó. Để tìm trong họ cái hành cho thơm, cái này là cách của cái tiêu. Cách cho thơm rồi. Để tiêu mà sắc thơm đúng không? Để tiêu cho ai biết không? Ôi ôi, qua lớn anh nhờ ơi. Sao? Cách mình trả lại gì rồi? Không trả lương hả chú? Không, không. Lương đã diễn hoài luôn hả? Trả, ừ, để hoài vậy đó. Không trả lương. Chính nè nè, con dòm nè, con dòm nè. Thấy không? À, khỏi chở nè, con khỏi chở gì nè. Ý con nói là cho lá cách nó nằm dưới nó chín á. Không, 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 không. Vậy nó cũng chín á. Lá cách. Vậy để hành cả nhà. Chín rồi đó. Để hành vô coi là bưng vô. Đường quá ngon các bạn ơi. Đường nó nở nứt hết trơn à. Tiêu hả chú? Không không, đây là cách để mắc mùi. Mình gấp lá cách cho chú. Cả nhà thấy không? Đó. Hấp dẫn quá. Vàng ôm. Rồi còn lương chú Út ngon ghê. Lương chú Út à. Đó, lương chú Út là vậy đó. Đứng khủng. Gốc mà kinh nghiệm mà. Rồi được rồi. Thầy nhóc dễ luôn cả nhà. Còn nó chưa hết nữa. Đó. Còn nữa các bạn. Còn đi. Quá thơm luôn rồi. Chưa chân ho chút. À, chương trình hồi giờ sáng nay ba chú cháu có giả được lương về hấp lá cách cả nhà. Hồi mời cả nhà cùng thưởng thức cùng với chú cháu em.
cái thành quả mình hôm nay mình chế biến ra món lương hấp lá cách đó, các bạn. Mời các bạn dùng với mình nha. Lương ôm lá cách. Chấm muối ớt nha. Mời các bạn nha. Mời cả nhà. Mình cặp lá cách về cả nhà. Sao vô? Ngon. Ngon. Ngon lương năm ngoái quá. Lương thì béo mà lá cách thì thơm các bạn. Em lắm. Thôi làm không có thể nào thứ bia ăn mà ngon, không có thể nào thứ bia ăn cả nhà. Út mới hết bệnh nè. Thầy Út hôm nay khai chân. Bữa nay cho chú Út uống nước đái cọp. Giờ Út ơi. Mời cả nhà. Mời các bạn nha. Mát chưa? Vậy. Lâu uống lại xem nó. Nói sợ vô. Nào lá cách thì chế biến lương lá cách cảm giác sao vô giống món lạ ngon lạ. Chốt âm. Ông ăn lá cách không á thì nó ăn nó nhạt nhạt lắm, nó phải kèm với lương á. Ăn cái mùi vị lương thì nó béo mà lá cách thì nó thơm. Hai cái nó hòa quyện ra ăn im lắm. Cho mình thực kế nó món nào cho búp dưỡng sức ăn. Bệnh đợt rồi ốm quá thì mình cho mình nó chút ốm quá ốm mà ăn uống bia rồi vô và dưỡng cho mập vô đang mơ mốt rồi thấy mốt về thấy mốt cưng phải không nữa rồi. Thôi cho món lương này anh Trung đề xuất ý kiến nha cả nhà. Vô đi chốt vô đi, mạnh mạnh đi. Mời cả nhà. Mời các bạn nha. Vậy là mình ăn lương không cũng không được. Mà phải lá cách với lương hai cái nó hòa quyện nhau đó. Hai cái cặp vô chấm muối ớt ăn là mấy phong vật đó ha. Còn ăn lá cách hay lương không là không cả có phong vật. Chấm mà. Ở cấp độ 3 cả nhà. Các bạn. Quá. Mời Minh, mời cho Minh cái thôi. Chú muốn ăn không mời chú Minh cứ giết giớ kìa. Chụp chém nữa rồi. Nay cho chung thiết kế này quá im. Thì mời cô chú và tất cả các bạn vô dùng với ba chú cháu mình nha. Thì hôm nay cũng làm được mấy con lươn đó. Ngày mình đặt lạp á, giờ mình hái lá cách vô mình gặp cho mình cái rồi. Mình ngừng bận nha. Lươn lươn chú. Thôi chú được rồi. Quay qua vòng. Cảm ơn chú nhiều nha. Làm cái món lươn lá cách cả nhà. Món này thì đâu xong. Rồi cảm ơn chú. Chắc cũng rất là nhiều người cũng có dùng rồi. Nhưng hôm nay ba chú cháu mình lâu quá không nên có là, dùng mình làm thử nghiệm lần đầu tiên đó các bạn. Mà không biết được. Ăn vô sao đây nè. Thấy ăn là ngon rồi đó. Ăn vô mà tối nay ngủ chắc khỏi đời nó luôn á. Thường thường lát cách đó cả nhà. Cặp chiên bột, cặp cá chiên bột, rau cặp đồ á mình. Rồi còn món đó là sử dụng là nhiều nhất. Còn món gì nữa? Còn món gì nữa ông còn nhớ không? Món đó là phải có lá cách. Lá cách xào chuột. Không. Lá cách bánh xèo. Nó béo. Mà cái lá cách này nó thơm, nó hơi nhẵn, có cái vị gì nó cũng ngon. Cái vị nhẵn là vị thuốc á. Vị thuốc đó. Cái gì cũng vị rau đồng là có cái hồng nhẵn à. Sao nó có nhớt nhớt nữa chú? Nhớt là cái lá cách nó ra hay sao? Không phải, con không phải.
nó nhớt là cái chất dầu của mình, chất dầu à. Chất dầu mình thử á. Rồi mời cả nhà nha, làm vài lon với ba chú cháu mình nha. Bên này uống được mừng quá cả nhà ơi. Trời ơi, đã chú Út rồi. Hồi sớm mà ăn lá cách không nó nhợt nhẽo không? Nó mà ăn có thơm thiếu, nó thiếu chắc. Ờ mà ăn với lương kèm với lương mới đúng bộ nó ăn. Không ăn là cái mùi nó gì rồi, khác nó phải hậu nhẫn rồi. Lúc nào uống á, rồi lắm uống được. Ngon hả mình? Quá tuyệt vời. Nó kèm với lương nó mới ngon. Ăn không mà không nhận. Bữa đó con ăn hết bữa con thấy nó cảm ơn mình. Ngon ngon à. Vô. Mời cả nhà vô. Vô. Bên này nói chuyện hơi phong độ hơn cả nhà. Phong độ hả chú? Ừ tư. Chúc đó. Mừng chú Út lấy lại phong độ. Người nó đau ốm nó khác. Đông mày. Gặp muốn ghét không nói chuyện. Nó buồn buồn sao không? Mà khi đã khỏe mạnh rồi cái người nó sung lên sung rất mà thấy tâm hồn nó thoải mái sung sung sức sung suốt ngày luôn hả chú được cả nhà thôi đặt ba rọt được có ông lương chị cũng hay ha hay à bữa nay làm xương xương không ăn cơm đó nhờ ơi làm gì làm vài lon bia để ăn cơm nhà chú Út hoài chú Út hết gạo hoặc tội nghiệp lắm nghiệp chú Út mà ngồi chú Út rồi vô chú ơi ngon 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 lắm lương trên rồi. Kia vậy là trên kia chạy có con phải không chú trên kia trên đó là cái luồng đầu tiên là chạy được con à. Con một à xuống dưới được 6 con không dưới 2 con 3 con 4 con 4 con 4 con chú chạy được con bự nè 3 con bự 4 con xuống dưới 2 cái mình chạy được 2 con 2 con là 6 con 7 con Út con bự nữa là 7 7 con mày cho bỏ con lương của Út hoài đây lương Út mà rồi lương bự nhớ rồi con lương của chú Út đặt lợp nó dành chứ không phải mà con lương ăn cái đầu con lương chốt chứ không nói con lương chốt con lương chú Út là không được nữa cả nhà con lương của chú Út à, con lương của chú Út chứ không phải con lương chú Út kẹp thêm miếng ớt vô nữa muốn độc quyền ăn ăn chanh thêm không dạ ăn chanh thêm không cũng được đậu béo quá nha. Phải là cách. Nó nhẵn nhẵn thôi chú Út. Có ngầm được. Nhai xương luôn chú Út, ông để xương lại, ông bỏ xương nhai hết trơn luôn. Có ông nhai hồi lên nó gớt cái được mấy rồi. Cái răng ra nữa. Im. Lớn tuổi thằng thơ lớn tuổi. Đầu này chắc hết lon mới hết cái đầu quá. Quá béo. Nhóc mà. Rồi rồi. Rồi rồi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời các bạn nha. Chú Út còn hết chưa đây con cần ăn. Cũng đỏ thì được. Cũng giật nhiều chứ sao con nhiều quá à. Vậy là cho chú Út hết bệnh nữa các bạn ơi. Này là mình phải gọi là bia nước chứ mới phải nước lên uống mới được nè. Ngon. Để uống bia nó phải ẩu ha chú. Nó hơi gà lắm không? Còn nhiều lắm ăn cái gà. Nhiều lắm. Còn à. Thấy mấy con nhỏ nhỏ ăn cũng ấy lắm ta. Cũng đã lắm ta nhỏ nhé nhai xương luôn dễ nhai thử con nhỏ vậy mình nhiều quá mình mong nhớ đâu rồi ơi món này vô nhà hàng cỡ nhiêu này hả 200 ngon quá ông ăn con nhỏ thôi chung nó béo cực cột quá
200 tao bán không? À. Nói thiệt mày luôn. Mua dĩa mò về 200 ai bán. Xong mình bằng. Đó. À vét vét vô vô chổng lấy miếng chành nó mới. Giặt mấy cái đó đó mới ngon rồi chú Út luôn. Sớm giờ thì ba chú cháu làm cũng khá khá cả nhà ơi. Dạ, cũng đang bối tẹt các bạn ơi, mời các bạn tới miếng cuối cùng nha. Rồi mình hẹn lại dịp sau. Dĩa mồi cũng giật phăng phăng luôn. Lắm rồi đó. Thời gian nào cũng kết thúc hen cả nhà. Thì hẹn lại quý dịp sau hen cả nhà. Dạ, mình cũng xin chào cô chú và tất cả các bạn. Hẹn gặp lại video sau nha. Chào luôn chú ơi. Bye bye các bạn. Chào cả nhà. Hẹn quý dịp sau.